Karen Nguyễn khoe thiệp cưới cùng bạn trai doanh nhân. Trên story cá nhân, Karen Nguyễn vừa hé lộ những khung ảnh thiệp cưới cùng bạn trai doanh nhân được tổ chức trong thời gian tới. Nhiều cư dân mạng cũng gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên. Karen Nguyễn nổi tiếng qua các vai diễn tiểu tam trong loạt MV đình đám của Hoa hậu Hương Giang. Ngoài đời, nữ diễn viên có mối tình hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân. Mới đây nhất, cô nàng vừa hé lộ thiệp cưới khiến dân tình tò mò. Ít giờ trước, trên trang cá nhân, Karen Nguyễn bất ngờ hé lộ khung hình thiệp cưới cùng bạn trai doanh nhân khiến dân tình không khỏi chú ý. Trong những hình ảnh được chia sẻ, thiệp cưới của nữ diễn viên khá đơn giản, màu hồng chủ đạo, để tên viết tắt của cô dâu chú rể. BD, Karen Nguyễn chia sẻ, ngày chủ nhật của em long nhong đi phát thiệp quanh ta, chuẩn bị mọi thứ cũng không mệt bằng lúc đi mời thiệp như này. Ai làm rồi chắc hiểu Karen nói gì phải không? Trước đó, Karen Nguyễn đã đăng tải loạt ảnh ghi lại hậu trường cô và bạn trai cùng nhau chụp hình cưới. Nữ diễn viên diện vài bộ váy cưới lộng lẫy, khoe trọn bờ vai trần gợi cảm. Dù chỉ là ảnh hậu trường, nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn khá nổi bật. Bên cạnh đó, vẻ ngoài của chồng sắp cưới Karen Nguyễn cũng được khán giả khen ngợi vì quá điển trai. Anh chàng càng bảnh bao lịch lãm hơn khi diện bộ vest màu đen. Ngoài ra, cặp đôi còn có những khoảnh khắc khoe nhẫn cưới và hôn nhau lãng mạn, khiến nhiều người phải ghen tị. Vào ngày 1 tháng 4 vừa qua, Karen Nguyễn từng khoe ảnh được bạn trai cầu hôn và nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Cách đây không lâu, chồng sắp cưới cũng đã đưa nữ diễn viên đi lựa nhẫn cưới. Chồng sắp cưới của Karen Nguyễn là Lưu Chấn Bang, một chàng trai gốc Hoa, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Cặp đôi chính thức công khai tình cảm vào ngày Valentine năm 2021, sau hơn một năm hẹn hò âm thầm. Cho đến ngày cá tháng 4 năm nay, Karen Nguyễn một lần nữa đánh úp khi đăng tải hình ảnh đeo nhẫn bên bạn trai bằng tuổi, xác nhận sắp lên xe hoa. Toàn lựa chọn những ngày đặc biệt để khoe với mọi người, chuyện tình yêu của Karen và chồng sắp cưới cũng thú vị không kém. Trong chia sẻ trang tin, nữ diễn viên cũng dành lời ngọt ngào đến bạn trai. Bạn ấy hỗ trợ tinh thần cho mình rất nhiều trong những lúc thăng trầm, đặc biệt là mùa dịch vừa qua. Khi công việc đình trệ, mình khá suy sụp nhưng bạn ấy luôn là người an ủi và vực dậy tinh thần mình. Được chồng ủng hộ như vậy, thực sự mình quá may mắn rồi. Bên cạnh đó, cô còn cho biết đó sẽ là một buổi lễ ngọt ngào ấm cúng với sự góp mặt của gia đình bạn bè thân thiết của hai bên. Còn những dự định sau khi kết hôn như đón thêm thành viên mới, Karen đơn giản để mọi chuyện tùy duyên, như cách mà cô và chồng sắp cưới yêu nhau. Chuyện gì đến sẽ đến. Được biết, Karen Nguyễn tên thật là Nguyễn Kiều Diễm, tốt nghiệp ngành đạo diễn sân khấu của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động trong vai trò diễn viên người mẫu. Nữ diễn viên trải qua những ngày đầu làm nghề nhiều chật vật. Có thời gian, cô tính bỏ nghề cùng bạn trai khi ấy sang nước ngoài và sẵn sàng làm công việc lao động chân tay. Bước ra khỏi cuộc tình cũ cũng là lúc cô gây chú ý qua 4 MV trong dự án âm nhạc Anh đang ở đâu đấy anh của ca sĩ Hương Giang. Năm 2020, cô lần lượt góp mặt trong hai phim điện ảnh Sắc đẹp dối trá và Người cần quên phải nhớ, đều vào vai sát nhân biến thái.